Chào mừng bạn đã quay trở lại với video hướng dẫn của iRootBlock. Đây là video thứ ba trong series video hướng dẫn cách tạo gian hàng trên hệ thống iRootBlock. Ở video này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để thêm nhóm sản phẩm và thêm sản phẩm lên website của bạn. Để làm được điều này, trước tiên hãy kích vào phần tổ chức trên thanh công cụ bên trái màn hình. Trước tiên là bạn hãy thêm nhóm sản phẩm trước khi thêm sản phẩm, bởi vì trong khi thêm sản phẩm bạn sẽ phải chọn nhóm cho nó. Để tạo nhóm sản phẩm, bạn hãy kích vào phần nhóm hàng ở đây. Ví dụ cái website của mình sẽ bán về những cái sản phẩm về thời trang thì mình sẽ chọn những cái chuyên mục nhóm sản phẩm là thời trang. Ở đây mình sẽ tạo một sản phẩm đó là áo nữ. Sau khi viết xong bạn ấn Enter để hoàn tất. Áo nam. Áo vest nam. Vân vân. Và bạn sẽ tạo thêm những cái chuyên mục cần thiết cho cái website của bạn sao cho phù hợp nhất. Rồi bây giờ bạn sẽ tiếp tục là thêm bài viết, thêm sản phẩm. Bạn quay lại phần tổ chức và kích vào phần thêm sản phẩm. Ở giao diện thêm sản phẩm này thì nó tương tự như giao diện khi bạn viết bài, gồm có phần tiêu đề, phần nội dung, phần chuyên mục, phần hình ảnh. Và nó chỉ khác một chút, đó là mình sẽ thêm được giá cho sản phẩm. Đây, tiêu đề, ví dụ mình sẽ chọn một tiêu đề đó là áo nữ thời trang 2016. Phần nội dung là phần để mình miêu tả cho cái sản phẩm của mình. Ví dụ áo nữ thời trang hot nhất năm 2016. Đấy. Xem chi tiết sản phẩm ở đây. Rồi mình sẽ thêm được những cái hình ảnh vào để cho cái nội dung này nó thêm phong phú bằng cách kích vào thêm media. Ở đây thì mình sẽ thêm một vài cái hình ảnh sao cho nó phù hợp nhất với sản phẩm. Ví dụ mình sẽ thêm hình ảnh này. Mình kéo xuống phần dưới, phần kích cỡ mình sẽ chọn là kích thước đầy đủ để hình ảnh không bị vỡ. Rồi chèn vào bài viết. Phần thứ hai mà nên lưu ý đó là phần chuyên mục cho sản phẩm. Ví dụ ở đây là áo nữ thời trang thì mình sẽ chọn vào cái chuyên mục là áo nữ. Kéo xuống một chút sẽ ở phần ảnh sản phẩm. Mình sẽ chọn một cái ảnh sản phẩm sao cho phù hợp nhất. Mình sẽ chọn hình ảnh này. Cái hình ảnh sản phẩm này nó sẽ hiển thị ở bên ngoài website. Ở bên trang ngoài trang chủ của website, nên bạn nên chọn những hình ảnh nó phù hợp nhất và đẹp mắt nhất để thu hút khách hàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ví dụ đây, những cái hình ảnh này đây. Ở phần thêm ảnh thư viện cho sản phẩm. Phần ảnh thêm ảnh thư viện này mình sẽ kích thử vào một sản phẩm để cho các bạn biết được là những cái hình ảnh đấy nó đang nằm đâu. Đây. Đây là hình ảnh chính của sản phẩm. Các bạn có thể xem những hình ảnh khác về sản phẩm ở slide ảnh đây. Cho nên là phần này bạn hãy thêm những cái hình ảnh sao cho bổ sung nghĩa cho cái sản phẩm ban đầu của bạn. Mình sẽ thêm thử tầm 4 sản phẩm. Bạn kích Ctrl, giữ nút Ctrl và chọn những sản phẩm còn lại. Rồi chèn vào thư viện. Phần thứ ba bạn nên lưu ý đó là bạn hãy thêm giá cho sản phẩm. Ví dụ mình định giá cái sản phẩm của mình là 500.000 đồng. Và giá mình đang giảm là chỉ còn 300.000 thôi. Nếu bạn không có sản phẩm đang không giảm giá, bạn sẽ hãy không nhập cái ô bên dưới này. Ok, bạn hãy kích vào phần đăng bài viết để hoàn tất. Về phần tối ưu sale cho sản phẩm, bạn hãy tối ưu tương tự như phần tối ưu sale cho bài viết. Ở phần Yoast SEO phần dưới này đây. Rồi bây giờ bạn có thể kích vào xem sản phẩm để xem thử cái sản phẩm bạn vừa tạo. Đây, áo nữ thời trang giá 500.000 giảm còn 300.000.
Và đây là một số hình ảnh về sản phẩm. Ở bên dưới là có đánh giá, có phần mô tả cho sản phẩm. Ok. Và bạn hãy thêm những sản phẩm khác nữa để cho gian hàng của bạn thêm phong phú hơn. Chúc bạn thành công.